Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang Worldometer, thế giới vượt qua con số 5,7 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2. Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và số ca tử vong. Anh đứng thứ 5 trên thế giới về số ca nhiễm, nhưng là nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất châu Âu. Brazil vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề đứng thứ 2 sau Mỹ về số ca nhiễm, dự báo số ca tử vong tại Brazil sẽ tăng gấp 5 lần vào đầu tháng 8 tới. Tương tự, Mexico cũng sẽ phải chứng kiến sự gia tăng liên tục các ca nhiễm bệnh. Còn tại các nước Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm nhẹ. Singapore vẫn là dùng dịch lớn nhất khu vực với 32.876 ca nhiễm. Indonesia xếp thứ hai với số ca nhiễm là 23.851 người. Trong khi đó, Lào, Đông Timor và Việt Nam vẫn nằm trong nhóm có số ca mắc COVID thấp nhất khói. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 21 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 5.717.794 người, số ca tử vong là 352.983 người, số ca chữa khỏi là 2.456.322 người. Tại Việt Nam, tròn 41 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong đó có 2 ca đặc biệt là bệnh nhân thứ 19 và bệnh nhân thứ 52. Hiện còn 49 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Việt Nam, số người nhiễm là 327 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 278 người. Còn tại Tây Ninh, bệnh nhân thứ 315 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sức khỏe ổn định. 18 trường hợp tiếp xúc gần, tức là trường hợp F1, đang được cách ly theo dõi sức khỏe ổn định. Như vậy tính đến thời điểm này tại Tây Ninh, số người nhiễm là 4 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 3 người.